Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối nha. Thì mình mới từ bên thị trấn Măng Đen chạy qua đây. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên cái con đường, chính cái con đường cửa ngõ từ hướng Tây Bắc vào trung tâm thành phố Kon Tum của tỉnh Kon Tum. Vậy thì trong video này thì mình sẽ lòng vòng mình review, mình giới thiệu những gì mình biết về thành phố Kon Tum về đêm. Thì từ trước bây giờ thì mình cũng chưa quay đêm ở trên cái thành phố Kon Tum này. Thì trong video này thì mình sẽ lòng vòng mình quay giới thiệu gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha. Bây giờ hết video của mình nha. Rồi giờ mình bắt đầu nha. Thì đây là mình đang đứng tại cái vòng xoay đó. Đây cũng là lần đầu tiên mình tới cái vị trí này nè, vòng xoay này là nơi giao nhau giữa một cái con đường chính con đường từ hướng Măng Đen mình đi vào á, hướng kia đó, vòng xoay này. Và bây giờ mình đang đứng cái chỗ này á, là cái con đường này đường Võ Nguyên Giáp ra, Võ Nguyên Giáp đó. Và mình đi sang cái con đường bên kia nè, đó con đường có cái cổng chào, cái cổng vòm kia là mình đi vào trong cái trung tâm của thành phố Kon Tum. Bởi vì mình đã hỏi là người ta nói đi vào con đường đó thì nó rất là đẹp. Đó là một con đường đi vào, hoặc là có thể là đi cái con đường này đó, con đường này cũng đi vào được, nhưng mà con đường này thì nó vắng hơn. Vậy thì mình đi cái con đường kia vào trong cái trung tâm. Bây giờ chắc đã 9 giờ rồi, không biết là trong trung tâm thành phố có còn đông người không đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi vào đó nha. Hay không? Đây, mình đi vào con đường này, vào cái cổng vòm này, qua cái cổng vòm này nha. Đi vào trong trung tâm. Nhưng mà vào trong đây sao thấy tối vậy ta? 10 giờ đóng cửa hết cái tối. Phải cái đường này đó. Thì chưa tới cái chỗ chưa. Đường trung tâm. Như tự nhiên mình cắt cái đèn pha cho đi vào thành phố để được pha. Ô, đây có mấy cái quán cà phê đó. Đây dần dần đi vào. Ô, quán cà phê to với ta đó. Ô, một cái điều rất đặc biệt là ở thành phố Kon Tum này đất nó rất là rộng nha, cho nên là có những cái quán cà phê phải nói là quán vườn nó đẹp, rộng lắm. Cái con đường này là con đường gì đây? Nhìn con đường này đường gì? Ủa, cái tên đường, các cái số đóng trên con đường này sao nhìn nó nhỏ vậy ta? Đường Trần Phú à, mình đang đi trên đường Trần Phú đi vào nha. Rồi giờ 9 giờ rồi, có thể là trong thành phố nó không có đông người chứ. Không biết trong thành phố đêm nay nó có sự kiện gì không. Nếu có sự kiện là rất là đông. Thời tiết đêm nay tại thành phố Kon Tum nó không có lạnh nha, nó mát chứ không có lạnh. Hồi nãy là ở bên Măng Đen đêm lạnh là như Đà Lạt, nhưng mà qua Kon Tum này thì tự nhiên nó ấm lại, nó không có lạnh. Ôi. Này quê nó có chống quân rồi. Cầm cho nó vững vàng. Cái cây đường này vắng thế. Nãy bên kia nó
Lẽ hai em chỉ là đi vào đường này nó đông đúc hơn, sầm út hơn bên đường bên kia. Đường bên kia hai bên nó ít nhà, không có nhà. Này thấy không, vào đây nhà rất là đông. Đường Đồng Phú rộng ghê nha. Rộng đó. Hai bên rộng quá trời luôn, thấy không? Nhà cửa dày, nhưng có điều ở Kon Tum thì nhà cao tầng thì rất ít, không phải như các cái thành phố dưới biển này, nhà cao tầng nó đua nhau mọc lên. Kon Tum này đôi lúc người ta cũng chả cần xây dựng nhà cao tầng làm gì, đất rộng thoáng. Nên thành phố phải nói là rất là thoáng nha. Thoáng có vẻ là rất là không khí nó trong lành. Đây, cần dần dần vào phía bên trong mới thấy người đi lại nó cũng có đấy, mà nó không, chưa không có nhiều, không đông. Có thể mình chưa đi đến cái chỗ mà nó tập trung ban đêm. Chắc đi tới cái chỗ kia đúng không? Chỗ cái cổng vòm à, cái cổng vòm ở kia nè. À, sắp tới cổng vòm rồi, nó đông rồi. À, khách du lịch cũng có, sao không có khách du lịch chơi à. Cái nói đi. Từ sáng tới giờ là mình đi qua ba tỉnh nha, Bình Định rồi Gia Lai. À, Gia Lai qua Cà Bang đó, một huyện của Gia Lai, giờ lên Bằng Đen rồi qua Kon Tum. À, sau Kon Tum này thì mình qua Pleiku và đi ngược về lại Quy Nhơn, phố biển, đi một vòng luôn. Hôm nay thì bác Khánh đang nói tiếng bác ấy. Cái hành trình hôm nay mình đi với bạn, hai anh em đi thì chắc tổng cái cây số thì về đến Quy Nhơn là chắc khoảng chừng 500 cây số. Trên 500. Khoảng đó mình cứ tính cho 500 mà. Đây, tới cái cổng chào chỗ đây nó mới đẹp đây. Đây, đây là cái công viên. Đây, chỗ đây nó có một cái công viên cũng nằm trên đường Trần Phú và đường Lê Quý Đôn. Đây, công viên đây. À, biết đây là công viên gì. Ô, Bà Chiếu. À, qua bên đây cái vòng xoay đó, vòng xoay quá trời to luôn. Hình như mình tới cái chỗ này là cái gì ở đây. À, chỗ này đây là cái nhà nghỉ công đoàn rồi sao á. Đây nè, nhà nghỉ công đoàn này, hôm trước mình đã vào cái nhà nghỉ công đoàn này một lần. À, nhà nghỉ công đoàn thì đây đi khách sạn công đoàn thì cứ đây là trung tâm rồi. À, nhưng mình cứ đi vòng vòng đây, cứ giờ mình đi đường nào để về nhân tiện mình về Quy Nhơn luôn á. Không, lát nữa nó có đường ra rất là dễ, rất khó. Giờ mình cứ đi vòng vòng cái chỗ mà người dân tối nó tập trung ở chơi nè, mấy cái đường qua trung tâm mình đi đường nó có lật đúng không? Không, bánh treo đèo nữa. Không, đường qua lại rất là đông, phương tiện là đường chính mà. Ban đêm thì Kon Tum với Pleiku nó có 50 cây à, cho nên người ta thông thương người ta đi lại suốt không à. Ngân hàng nhà nước tỉnh Kon Tum. À, giờ mình đi thẳng xuống kia là cứ đi thẳng xuống theo đường Trần Phú này. Đây là đường Trần Phú. Rồi mình cứ tiếp tục đường Trần Phú nữa nha. Thì mình thấy cái đường này nó vừa dài rồi nó đông người đi lại thì mình cứ đi theo thôi. Đi theo đến cái điểm là xem cái điểm mà ban đêm mà tập trung vui chơi giải trí.
Mấy ngày nay thì ở dưới thành phố biển Quy Nhơn ban đêm nó vẫn nóng. Đi lên tới Tây Nguyên. À, nhưng mà lên Tây Nguyên thì nó khác gì đó, nó mát. Đi Tây Nguyên kiếm chút mát mát thôi. Đi lên nóng quá. Đường Trần Phú này cũng khá dài á. Dài chứ, đường Phú dài. Đường xanh đường đỏ nhiều ghê nha. Mới bước rồi. Đường xanh đường đỏ của thành phố Kon Tum này, đường xanh đường đỏ nhiều quá. Lạ thế. Đi chùa Đề Ba đã tới đường xanh đường đỏ rồi thôi. Liên tục. Cái trước kia nó có cái bùng binh kia là bùng binh. Đây là đường Trần Phú. Đây là đường Trần Phú. Và phía trước là một cái vòng xoay. Chỗ này là một cái cổng chào tới cái vòng xoay. À, đây là giao nhau là ngã ba. Đây 110 năm Kon Tum đó, cái tượng đài nè. Mình xây đi cái hướng nào đây? Mà chỗ đây thì dưới này tối đâu mà đi vào đây. Đây. Kia nó ra ngoài hướng ngoài kia. Đi ra ngoài ô. Ngoài đi hướng này. Bây giờ mình đang rẽ vào đường Nguyễn Huệ. Đường Nguyễn Huệ đây. Do mình không phải thổ địa ở đây thì có thể mình đi nó lòng vòng, nó mất phương hướng. Đặc biệt ban đêm nữa thì đâu không xác định được cái hướng. Cứ thấy cái đường nào mà có người đi đông đông thì đi review cô chú anh chị các bạn xem cái không khí cảnh quan ban đêm tại thành phố Kon Tum. Đông đúc à. Ừ, thành phố Kon Tum thì tập trung của các Vietcombank. Đây, chỗ đây một cái vòng xoay đây. Chỗ đây là đây công viên nước đây. Đó, công viên nước. Nhưng mà ban đêm sao thấy ít người đến chơi nha, công viên nước đây. À, đây mình dừng lại nè, mình quay nè. Công viên nước đây, rồi chỗ đây là rồi có rồi cái đây là một cái công viên tại vòng xoay đây. Công viên này công viên gì? À, công viên này cắm cờ đây. Bên nào, bên nào? À. Công viên nước. Đây là tối nay không biết là cái này nó có nhạc nước hay không nha. Chắc là thứ bảy. À, cái đây cái đường này là đi vô này, mình đang đây là mình đang đi vô lại trung tâm này. Hôm trước mình đi cái đường này đi vô đây đó, mình từ Gia Lai á, từ Pleiku mình đi vô đây. Đây là mình đang đi hướng vô đây này. Chỗ đây nó có một cái di tích lịch sử nha, là di tích lịch sử cấp quốc gia, là gọi là ngục Kon Tum á. Ngục Kon Tum nó nằm ở phía bên này. À, nằm phía bên này, nhưng mà bữa nay là do ban đêm rồi mình không có quay được. À, ở đây nó có một cái công viên rất là đẹp nha. Công viên này nè, đây công viên đây nè. Cái nhà văn hóa. À, cái công viên này đẹp lắm, công viên ban đêm nó đẹp. Thấy chưa? À, bởi vì công viên này nó kết hợp một cái hồ nước, đó, trồng cây xung quanh này đẹp. Nha. Đây. Đây là mình đang đi vào bên trong lại nè. Hồi nãy là mình đi bên kia vòng. Đây nè, mình qua đây cái là Vincom Plaza. Công viên đây nè. Vincom Plaza.
Nhưng cái điều là ban đêm hình như là người đi chơi ở ngoài đường, ở các cái công viên ở con tum này nó không có đông, không có nhiều. Có lẽ là Tết rồi ngày lễ thôi, bình thường này nó không có nhiều, bởi dân số của thành phố con tum này nó không có nhiều như các cái thành phố ở dưới Nha Trang rồi Quy Nhơn nha. Đây có cái con tượng đài là trời lắm này. Và có những cái khu như này nó rất là vắng nè, thấy không? Vắng nè. Không, còn lại kia này, cái đường kia là đường chính, cái đường mà nãy mình đi đường kia là ngoài đó. Đường đó là cái đường chính. Đây là đường đài. Thật ra thì thành phố Quan Tâm này chạy vòng vòng nó cũng hết rồi, nó có mấy đường lớn đó. Mấy đường lớn thôi. Đây cái chỗ của BVF à. Đây là cái đường lớn này, hồi nãy mình đi đó. Giờ mình đi qua lại chỗ kia rồi mình vòng ra. Đây là cái nhà Vincom Malaysia. Vincom Malaysia thì ở Tuy Hòa cũng có không? Đặt khắp nơi rồi. Tuy Hòa Phú Yên. Vincom của Phạm Nhật Vượng. VinFast. Đây là tòa nhà Viettel. Đây là cái con đường chính từ cửa ngõ phía nam đi vào thành phố Kon Tum là cái đường Phan Đình Phùng. Đường này rất dài nha, đường này dài lắm. Bây giờ mình chạy lên kia là nó lại chỗ cái ấy, lại đó, lại chỗ nãy mình đứng đó. Rồi cho nên mình tới đây tới ở Kon Tum không có nhiều người ra đường nha. Dạ. Đông đúc chưa ở Quy Nhơn? Ít lắm. Nó cũng bằng một góc của Quy Nhơn thôi. Quy Nhơn nó quá đông, Quy Nhơn là khách du lịch tới đông. Còn con tôm này khách du lịch người ta đến không nhiều. Khách du lịch đi lên con tôm thì chủ yếu đi Măng Đen nhiều. Có, nó có ở con tôm có chứ mà điều không có nhiều. Lên trên đây đường là đường chính mà, đường chính hồi nãy mình đứng ở trên đầu đường chính trên kia. Rồi mình đi xuống dưới kia. Đường xanh đỏ nhiều quá. Đường xanh đèn đỏ liên tục mà. Tối thì đây là cái đường lớn nhất nhưng mà có vẻ là mấy. Đường phát là đường lớn nhưng mà có vẻ mấy. Đây là trục đường chính. Đường mình chiều nhìn thấy quán nhậu ít, quán cà phê nó cũng ít, nó không nhiều. Cái con đường này là cái con đường một chiều đẹp nhất thành phố Kon Tum luôn. Một chiều này là ở phút trên là đường Trần Phú, còn xuống đây là nó Phan Phùng. Phan Đình Phùng là cùng một con đường đấy. Không, đường Trần Phú nó chạy ngang, hồi nãy nó chạy ngang. Chạy ngang theo hướng Đông Tây, còn đường này theo hướng Bắc Nam. Nhanh giao thông tiền. Thì con đường này là đường chính, trục đường chính một chiều. Những cái con đường mà cắt ngang con đường này á, là có những cái con đường lớn nó đẹp, còn những con đường nhỏ thì nó cũng bình thường. Nhà cửa trên đây nhà cao tầng ít không? Ít, rất ít. Người ta đâu cần thiết xây nhà cao tầng làm gì. Rồi, bây giờ mình không đi lên kia nữa nha. Lên kia là nó đụng cái lúc nãy mình đi á. Vòng qua đây. Mình vòng qua. Từ đèn xanh đỏ rồi. Phải đi hết sức là nghiêm túc. Vòng qua bên kia ngược lại. Ngược lại đi qua và lấy cu luôn.
giờ mình xin đường cái, mình xin đường cái mình qua luôn. Không, mình xin đường cái mình qua. Cầm ở đây nó khổ đó. Rồi giờ mình vòng theo hướng Bắc Nam này, và mình cứ đi thẳng cái này nè, đi thẳng con đường này á, là mình đi ra cái hướng mà để mình đi qua thành phố Pleiku của Gia Lai. À, vậy thì mình sẽ review một đoạn nữa trên cái con đường lớn này, con đường đẹp nhất thành phố Kon Tum này. Kon Tum là một cái thành phố phải nói là nó cũng về vấn đề an ninh rồi nó cũng khá là đảm bảo đó. Nó cũng hiền, không có xô bồ. Mình cũng không thể nào mình review hết tất cả những cái con đường ở trong trung tâm thành phố Kon Tum nha. Mình chỉ review một vài con đường. Bên đây tên đường cũng giống như ở dưới quê do người chị. À, nó cũng giống thôi. Tên những cái danh nhân lịch sử nó quen thuộc. Mà có một cái là ở đây cái điểm từ điểm là cái đẹp đó như quá thần thiết. Ở trên Đà Lạt á thì đèn đỏ rất là ít, trước đây không có, bây giờ đã có rồi, đèn đỏ ít. Mà con Kon Tum này thành phố quá rộng luôn, mà do cái đường giao nhau nó nhiều cho nên đèn xanh đèn đỏ nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Và cái con đường này á, nó đồng thời là cái đường nội thị, nhưng đồng thời nó cũng là cái nguyên thủy, nó là con đường chính, là con đường quốc lộ 14, là gọi là đường Hồ Chí Minh. Cứ thẳng đường này thì qua Gia Lai, rồi thẳng tiếp rồi đi Chư Sê, đi Buôn Ma Thuột, Bộ Đắk Lắk. Giờ là đâm thẳng luôn đúng không? Thẳng luôn, em đi thẳng, review một đoạn nữa. Núi đấy đó, nãy dòng kia. Rồi bây giờ mình đi ra đó, chỗ đây là cái khu vực bờ sông với cái cầu đây này. Ban đêm thì người ta tập trung ở đây rất là đông, mát. Không không không, đây là cầu Đắk Bà La. Sông Đắk La. Sông Đắk La vậy đây nè. Đó, hai bên sông đây ban đêm đây, cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó, đẹp lắm, hai ban đêm hai bên bờ sông là người ta, hai bên bờ sông hầu hết là nhà hàng với quán, hàng quán. À, cái dọc bờ sông này, dọc bờ kè hai bên sông rất là nhiều.
Và cái cây cầu này là phải nói là cái cây cầu nội thị đẹp, bởi vì cầu một chiều và người ta xây lề ra, lề cao trên cầu, có thể là đi dạo trên cái cầu này được, dạo cầu này chụp ảnh thì ngắm cảnh rất đẹp. Đây đây có một cái cổng chào nữa, quá trời là đẹp luôn, điện đêm chào biểu tượng của Hồng Kông. Ở thành phố Kon Tum này xây dựng, người ta làm nhiều cái cổng chào điện LED ban đêm nha. Dọc trên đường này ban đêm người ta bán hàng ăn uống, và ngay cả trái cây người ta cũng mang ra đường người ta bán đúng không? Khách thì cũng không có nhiều nhưng mà buôn bán nó cũng không có thiếu nha, buôn bán không thiếu. Đây đường xanh đường đỏ nữa, theo quá trời là nhiều đường xanh đỏ luôn. Đúng rồi, đây thấy không, có những con đường ngang, đường ngang rồi. Thấy chưa, thấy con đường này dài đấy chưa, quá trời là dài luôn. Năm nay mình có duyên mình lên Kon Tum đây, lần đây là lần hai rồi. Hồi trước lên một lần, rồi lên lần rồi, giờ lần nữa là lần thứ ba rồi nha, ba lần Kon Tum. Đây là lối đi Gia Lai, đi thẳng là đi rồi. Này cô chú anh chị các bạn thấy không, đường nó dài, dài mà nó thẳng nha, chỉ bằng một cái đường thẳng rồi đó. Đường này cũng là Phan Đăng Lưu luôn đó, khoảng cái đường đó mà nó kéo dài. Vậy là có lẽ là Kon Tum là con đường Phan Đăng Lưu là con đường dài nhất, còn lại đường này dài, dài nhất. Và không, nó nói rồi, bây giờ nó ra đây nó là trở thành đường Phạm Văn Đồng rồi, Phạm Đồng ngoài đây, xong rồi nó dẫn vào phía trong là Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng. Giống như ở Nha Trang thì phía ngoài là đường Phạm Văn Đồng, mà nó kéo vô trong là đường Trần Phú. Nguyên Nhơn cũng vậy. Nguyên Nhơn là Nguyễn Tất Thành lên trên kia là Đàn Dương Vương, nó kiểu vậy. Cũng là một cái con đường đó. Xanh đường đỏ nữa đâu. Giờ là khoảng 9 giờ rưỡi thôi, nhưng mà đường khá là vắng. Rất vắng. Dọc dọc trên cái con đường một chiều đẹp này, hai bên này nhà cửa dày luôn, nhưng mà nhà thấp thấp à, rồi buôn bán thì nó cũng rất hạn chế trên cái trục đường này nha. Người ta chủ yếu là ở thôi. Không có khách đâu, không có khách làm sao buôn bán. Rồi bây giờ ra này bánh tăng. Ra phía ngoài này là loại ngoại ô rồi đó, ngoại ô ở phía nam của thành phố Kon Tum. Rồi ra đây thì mình xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.